quý vị, ngày 8 tháng 3 năm 2023, thông tin từ Công an thành phố Hải Dương tại tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an tỉnh Hải Dương để truy tìm hai người nghi gây ra vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn sáng 27 tháng 2 vừa qua. Trước đó, người phụ nữ 37 tuổi trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương cho biết, khoảng 2 giờ sáng 27 tháng 2 xuất hiện hai đối tượng di chuyển trên xe máy, dùng súng bắn liên tiếp vào cửa nhà chị. Thời điểm này, trong nhà chị có 6 người, vợ chồng chị thì vắng nhà. Theo thông tin ban đầu, không ai bị thương trong vụ nổ súng. Gia đình người này sau đó đã trình báo vụ việc đến Công an thành phố Hải Dương. Theo thông tin từ người phụ nữ, trước đó, ngày 14 tháng 2, chị có mâu thuẫn với một người. Sau đó, người này đã đăng lên mạng xã hội Facebook những lời lẽ đe dọa và thách thức sẽ cho chị một bài học. Vụ việc đang được cơ quan điều tra vào cuộc xử lý. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.